anh đây này cho hai cân. Để hai cân khoai nha.
Ui. Thank you.
ăn cho mấy cái đó. Mày làm ngon coi. Cảm ơn. Đóng 10 quả trứng. Mua chút à. Cái gì chọn đi. Chứ không chọn đâu. Chị được em. Vâng, cảm ơn bác nhá. Vâng. Chúc bác nhá, thôi cảm ơn nhá. Rồi, hai bác nhá. Cháu anh ấy lấy cho 2 cân, để 2 cân khoai nha. Mang bà. Trứng anh ơi. Qua bao tiền đây? Rẻ đấy mà, 2 đồng 7 thôi. Vừa bán vừa biếu anh em. Thank you.
Tôi mới chưa làm gì hết. Bà tớ đi bé chiên. À xin nha, cầm cẩn thận nha, không rơi đấy. Thank you.
Ôi, con hộ bà. Vâng, con hộ bà đi đây. Ở nhà ngoan không? Ở nhà ngoan không? Có. Con ở nhà ngoan lắm. Con hộ bà. Ngoan thế nhỉ, hộ bà đấy. Ngoan lắm, chưa ngoan chưa giỏi lắm. Đi xong, xong về thôi, con chào bà cho con về đi. Con chào bà nào, chào bà nào. Về nha, con về bà nha, mai về bà làm tiếp nha. Vâng, con chào bà, con về đây. Bà nhá, mai về hộ bà tiếp nha. Con về đây.